Xin chào các bạn. Trong video trước chúng ta đã nói đến date, tức là các cái thể hiện của ngày tháng năm trong vi thông. Trong video này mình sẽ nói đến là cách thể hiện ngày và giờ trong vi thông. Thế tại sao người ta lại hỏi là có thể ta có thể tách ra làm luôn ngày giờ luôn được, vì tách ngày riêng làm trước à? Thế này, nhiều khi thì chúng ta cần giải quyết mỗi ngày thôi, thì dùng mỗi ngày cho nhẹ máy, chạy nó nhanh và cũng đỡ phải xử lý nhiều. Bây giờ nếu khi cần đến giờ làm thêm giờ sau, chẳng giờ nó có đặc tính riêng, nó không chung thằng ngày. Thì chúng ta sẽ tiếp tục mọi người nhé. Tiếp tục nào, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với thằng đang đâu nhỉ? Đang đâu? 6 7 rồi. Ta sẽ import cái thư viện này vào. Mình đang dùng VS Code với cả ePython Notebook. Thì cái thằng nhập ngày giờ ấy, nó có định dạng hay này. Đó là biến nhá, cái biến này sẽ bằng là date time chấm time. Giờ là cái date time này chính là cái thư viện. Thư viện đó trong câu chuyện là thư viện nhỏ, thư viện time, có hàm time của nó. Thì ta sẽ có là giờ này. Giờ nhá. Giờ mở ngoặc phút minute và giây và phẩy cái nữa, trong cái ô này nữa ta có là micro giây. Đấy, thế thì những định dạng gì nhỏ, thì định dạng ở đằng này như vậy. Định dạng này như vậy chính là cứ nếu mà chúng ta không điền gì cả, đó là không hết. Ví dụ như này nhá, mình sẽ làm thử một cái như là thằng như thằng nửa đêm ấy. Nửa đêm bằng date time chấm time ở trẻ à, làm dt quên mất dt, đang định nghĩa là dt mà. Đây, in được nghe. Print tăng nửa đêm. Đó, tức là không không. Nếu bây giờ mình đổi thằng time một tí, thằng này sang là 6 giờ sáng chẳng hạn, thì nó sẽ in là gì? Đâu? Nếu số 6, số 7 nhớ dễ, số 9 đi, số 8 đi, nhớ dễ. Nghe không? Đây số 8 này. To nhé, hơi bé quá. Số 8 này, đó, 8 giờ. Bây giờ phút, chẳng hạn thêm cái phút nữa vào là 10, 23 phút. Phút thứ 23. Giây. Giây là giây thứ 15. Đúng không ạ? Làm có micro giây nữa. Nó đi kèm luôn đây. Trong một giây này có bao nhiêu micro giây ra đây cụ thể chúng ta đó như vậy. Tùy mọi người cứ thêm bao nhiêu vào là có bấy nhiêu, được không ạ? Bây giờ chúng ta sang phần định dạng của cái thời gian. Định dạng như nào? Ví dụ như là y như là print nhé, print nửa đêm, đêm hai chấm ai em cho nhỉ, cái này có định dạng là f à? Định dạng f là format định dạng nửa đêm. Nửa đêm thì phải trong ngoặc nhỏ, xong nửa đêm thì định dạng là
y này, như tôi nói ở trước đó là đó là giờ, cái giờ theo thế AM đấy mọi người. Còn nếu mà thằng hạng hát thì nói là 24 tiếng, the foot, và tiếp theo nó là định dạng là in ra PM hay là AM. Đó, đây đang là không, mình đang định này 28 giờ 23 phút thì nó là sáng, mình đổi một chút này, chuyển sang 16 đi, 18 đi. Thì đây, thằng này sẽ chắc chắn sẽ thành là 6 giờ chiều. Mọi người thấy chưa? Đó. Bây giờ định dạng khác, tức là định dạng x chẳng hạn, như trong bài trước đã nói rồi, dạng x gì, dạng local time, đó thì ra ngay cái thời gian mà theo định dạng của Mỹ về 24 tiếng là 18 giờ 23 phút 15 giây, như mình làm đây 18 giờ 23 phút 15 giây 0,0033 micro giây. Đấy, rồi. Và chúng ta cũng có thể lấy thời gian hiện tại của chúng ta, như là chúng ta ở bài trước là dùng là today, thì ở đây ta có thể là bây giờ, bây giờ sẽ bằng là date time dt chấm với nào đây, thì gì chấm date time chấm nào và print bây giờ. Thì bây giờ theo giờ của cái này ở dưới đây. Cái này hồi đây. Cái này thì ở dưới. Bây giờ 5 giờ chiều Hoa Kỳ. Chiều Hoa Kỳ, bên Hoa Kỳ 5 giờ chiều, 2 giờ Hoa Kỳ. Và đấy là vấn đề time. Bây giờ chúng ta sẽ thập lập cả ngày đến giờ thì làm thế nào? Lúc mình đã làm bây giờ thì nhé, việc làm ngày đến giờ thì ta sẽ lấy một cái như là hôm nay ạ. Ngay lúc này, ngay lúc này, lúc này sẽ bằng là dt chấm date time. Dạ, mọi người sẽ mọi người chú ý này, ở trên nhé, chúng ta chỉ dạy dt chấm time thôi thì tính ngày, thì tính giờ, tính giây phút. Còn nếu tính cả ngày lẫn giờ thì phải dt chấm date time. Và chúng ta sẽ tính như sau. Hôm nay là ngày, hôm nay là năm nhỉ? Năm là năm 2021. Ngày 12, ngày tháng 12. Ngày 12. Bây giờ hiện tại mình đang là 5 giờ sáng, 5 giờ 24 sáng ngày 12 tháng 2. Thì mình sẽ để là 5 giờ 24. Mình nghiệp print ra hay bao nhiêu? Print ngay lúc này. Được rồi, nó in ra đây. 12 tháng 12 năm 2021, 5 giờ sáng 24 phút. Đó là date time, tất cả ngày đến giờ. Thì chúng ta sẽ cũng áp dụng những cái định
định dạng chúng ta nói trong bài video trước, ví dụ như là in ra ngày thứ mấy nhỉ. Thử luôn này, in F đúng không ạ? Nó lại in ra đây là ngay lúc này này. Mở ngoặc nhọn để đánh dấu đây là biến. Ngay lúc này. Ngay lúc này hai chấm cái nhá. Nào. In ngày trong tuần là đang thì A là ngày trong tuần này. Sau đó in tháng. In ngày trong tháng. Là ngày mấy? Đó. Rồi in thời gian của lúc này tức là theo cái chế độ là 12 tiếng. Sau đó thì ta in thêm luôn cái chiều hay sáng. Đó, cho cái gì? Bây giờ mình quên thêm một cái nữa. Đây. Hàng này sẽ in thêm cả phút nữa. Đó. Định dạng thoải mái mọi người, thì định dạng như trong bài trước mình nói là cứ thêm vào thôi. Cứ mở cứ có hàm F vào. Sau đó là tạo chuỗi, sau đó có cái biến ở đây. Trong bọc biến này mọi người gài vào cái biến đó, sử dụng vào hai chấm. Đây là dấu hai chấm, sau đó mọi người sẽ định dạng cái thời gian ở sau, không đặc biệt hết khá như vậy. Làm thêm vài cái nữa cho nó vui vẻ, ví dụ như là in nhưng mà ngoài định dạng phức tạp ấy ra, chúng ta có định dạng khác nó nhanh hơn, kiểu như là in cái này nó quá chia đi. Cái vội không cần vội làm cái gọi chuẩn rồi ta như thế vẫn F vẫn có là ngay lúc này là hai chấm và chúng ta sẽ làm C là xong, gọi ra một cái đẹp đẽ hơn để tiêu chuẩn. Thằng C nó hoàn toàn tiêu chuẩn, còn nếu mà ấn X thì nó cũng ra theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. 12 tháng 12 năm 21. Còn đằng C nó ra cầu kỳ hơn một tí. Chúng ta không phải viết định dạng của từng thằng một như thế này. Đó là tất cả dung hôm nay, bài video này nói về định dạng ngày và giờ trong Python. Để hiểu rõ vấn đề ngày và giờ thì mọi người cần xem thêm về các cái công cụ định dạng mình đã nêu trong video nói về ngày tháng năm. Cái này áp dụng lại thôi, chỉ bổ sung thêm. Sắp tới nữa thì video tới thì mình sẽ nói về sự việc tính toán khoảng giữa ngày nọ ngày kia. Đó là một bước tiến rất lớn của Python. Và chúng ta không phải tính bằng tay như hồi chúng ta làm với Java hay là C cộng cộng hoặc C nữa. Java có một số hỗ trợ định nhưng nó không tốt lắm. Thằng C cộng cộng với C không hỗ trợ. Đến Python hỗ trợ hoàn toàn. Nếu mọi người có ý kiến gì thì cứ bình luận phía dưới, hoặc câu hỏi gì ghi đó thì mình sẽ trả lời tất cả. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe.